sáng nhìn rõ luôn dưới kìa. Hôm nay nhiều mây, vẫn là nhiều mây. Hôm nay nó làm lại cho nó quang thế. Mình nhìn cái này nhìn sông được. Đấy, sông được. Mày bay chưa, sương bay chưa? Đang chụp đi. Đấy, này nó bay len lỏi vào lá này này, kệ lá này. Lấy chuẩn bị ra bay ở đây. Hai đứa con gái đi check in này này. Mát hẳn nhờ. Lạnh. Đi này còn nắng này. Ui nắng xiết vào mây. Máy có bố chụp được không? Ui. Quả này đẹp thế. Ôi. Không được, quả này phải để chụp quá. Ừ. Gì đấy? Hả? Cái này quay. Ờ, đây quay đi, quay mây kìa. Đẹp quá. Mây kìa đẹp không? Đấy, nó quay đấy. Mây mây đỉnh đẹp quá. Thì lên đèn nó hồ với nhiều mây. Ờ, thì lên đèn nó hồ mây nó bay đầy chứ mặt đây. Mây, mây, mây tận người mình bắt được mây. Đấy, này này, làm lại khu rừng chân. Mây trên này hay lắm, là cứ nó bay một lúc, thế là nó bay nhưng mà nó có gió ấy. À. Nó bay thì rất là đẹp, nhưng mà cái lúc nào mà không có gió thì mây nó đọng lại thì nó mới mờ mịt luôn. Không nhìn thấy ở dưới nữa rồi. Chả thấy cái hôm, cái năm mà nhà em lên, lúc đến cổng mây, coi người cách người không biết. Quận là người. Người cách người 1 mét không nhìn thấy nhau luôn. Thế à? Ừ. Xong một lúc nó lại bay đi. Lên đoạn này lúc tao bay bay. Đứng dậy vui nó bắt đầu vây vây. Thế là sao lên cứ bóp 3 phát. Ừ. Nó có em coi mà. Đỗ xe đây hả bố? Ừ. Đây đến nơi. Bà mua 4 con chó. Nhà cô Út, nhà ba cách, nhà bà, nhà mẹ ơn. Thế mà chó nhà mẹ ơn vẫn còn. Đấy. Lên đến đỉnh rồi đấy. Tắt máy. Xuất trình giấy tờ.